Posture Center Sài Gòn mới với quy mô lớn và hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Tổng diện tích sàn là 13.000 m². Trung tâm Posture Sài Gòn bao gồm một tầng hầm và 4 tầng nổi với 3 tầng chức năng chính. Tầng 1, khu trưng bày có sức chứa đến hơn 20 mẫu xe. Tại đây, khách tham quan được chiêm ngưỡng tất cả các dòng xe trứ danh của Posture, từ biểu tượng xe thể thao 911, bộ đôi xe thể thao động cơ đặt giữa 718 Cayman và 718 Posture, dòng xe Gran Turismo Panamera, dòng SUV Cayenne, dòng xe Compass SUV Macan và dòng xe thuần điện Taycan. Trạm sạc nhanh dành cho xe điện Posture Sài Gòn được trang bị các thiết bị sạc AC dòng điện xoay chiều có công suất 22 kW và các trụ sạc DC dòng điện một chiều công suất lên đến 350 kW. Trụ sạc DC công suất cao cho phép sạc nhanh Taycan chỉ trong khoảng 22 phút. Ngoài ra còn khu vực bàn giao xe, cấu hình xe cũng được bố trí ở tầng 1 này. Tầng 2, xưởng dịch vụ hiện đại, Posture kiến tạo không gian trưng bày xe tích hợp thư giãn và giải trí dành cho khách, hay còn gọi là Porsche Plus. Tại tầng 2, khu vực vui chơi dành cho trẻ em, khu cấu hình xe, xưởng dịch vụ mở rộng, đặc biệt là khu vực fitting lounge, nơi khách hàng có thể xây dựng chiếc xe theo ý thích. Tầng 3, xưởng thân vỏ và sân công nghệ cao, nơi đây Posture trang bị những máy móc phục vụ toàn bộ quy trình làm đồng, sân công nghệ cao cho xe hơi, sự đón nhận nhiều thương hiệu xe khác nhau, không chỉ riêng thương hiệu Posture. Đội ngũ vận hành đã có nhiều năm kinh nghiệm với nhiều thương hiệu xe khác nhau kết hợp với hệ thống thiết bị hiện đại, hứa hẹn sẽ đem đến chất lượng tốt nhất.